Dạ em xin chào các chị. Dạ thì hôm nay em giới thiệu lại đến với các chị nhà mình cái dòng lụa vân may các chị ha. Thì em còn những cái màu này. Lụa vân may các chị ha. Mình may áo dài cách tân đó các chị. Áo dài cách tân rất là đẹp các chị ha. Chất liệu mềm mịn mát. Chỉ có 70.000 một khúc vải dài 2 m khổ 1 m. Khổ 1 m rưỡi các chị ha. Các chị nhà mình lấy từ 3 khúc em bao ship cho các chị nhà mình. Dạ lụa vân may nha các chị nha. Lụa vân may dòng này mình may áo đầm, may đồ bộ. Dạ may đồ bộ các chị rất là đẹp luôn. Chất liệu vải thì mềm mịn các chị ha. Lụa vân may thì em còn những cái màu này đây. Các chị nhà mình em giới thiệu đến các chị nhà mình nha. Đây là màu đỏ tươi các chị ha. Đây là màu đỏ tươi. Dạ màu vàng tươi các chị, màu vàng tươi. Dạ đây là màu trắng kem. Mã số 3 các chị nha. Mã số 3 màu trắng kem. Dạ em giới thiệu lại đến mã số cho các chị nhà mình nè. Rồi dễ lựa chọn nha. Mã số 1 là màu đỏ tươi. Mã số 1 màu đỏ tươi các chị ha. Mã số 2 là màu vàng nè các chị, màu vàng tươi các chị ha. Dạ màu vàng. Dạ mẫu số 3, mẫu số 3 đây là màu trắng kem. Màu trắng kem mã số 3 các chị nha. Mã số 4 là màu vàng. Mã số 4 này các chị, mã số 4 là màu vàng chanh nha, mã số 4 nè. Mã số 5 là màu hồng sen. Mã số 5 màu hồng sen. Mã số 6 màu hồng phấn. Mã số 6 màu hồng phấn các chị nha. Mã số 7 là màu đỏ cam. Mã số 7 màu đỏ cam, chất liệu rất là mềm mịn các chị. Mã số 8 là màu cam các chị. Mã số 8 là màu cam nha. Mã số 9 là màu vàng. Vàng vino nè các chị. Mã này là màu tươi nha, màu tươi. Mã số 9 này là mã số 10 là màu lá non, màu lá non các chị ha. 10 màu thì em còn những cái tông màu tươi thôi các chị. Dạ các chị nhà mình lấy, các chị nhà mình ủng hộ em ha. 70.000 một khúc vải. Dài 2 m khổ 1 m rưỡi, dòng lụa vân may các chị ha. Thì em còn 10 màu. Dạ 10 màu đây các chị. Các chị nhà mình thích màu cái màu nào đó thì các chị nhà mình báo với em ha. Dạ em ship cho các chị nhà mình. Đơn từ 3 khúc là em miễn phí ship. Dạ đơn từ 3 khúc là em bao ship cho các chị nhà mình ha. Em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Dạ hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo.